Phát biểu trước báo giới hôm 4 tháng 6, trong khi đang có chuyến công du 3 ngày đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết đất nước của ông từ lâu đã chờ đợi để được kết nạp vào Liên minh châu Âu EU. Song sau nhiều năm vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên EU, Ankara hiện coi BRICS như một nền tảng thay thế để hội nhập. BRICS ban đầu chỉ gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tuy nhiên, đầu năm nay, nhóm đã kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất, UAE. Nhóm BRICS mở rộng hiện chiếm khoảng 30% nền kinh tế toàn cầu và 45% tổng dân số thế giới. Nhóm cũng chiếm hơn 40% sản lượng dầu của thế giới. Tại một sự kiện ở Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa CCG ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 6, ông Fidan bày tỏ mong muốn được tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng BRICS dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố Nizhny Novgorod của Nga. Theo đài RT, Moscow đã hoan nghênh sự quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ đối với việc gia nhập BRICS. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, vấn đề kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của hội nghị tuần tới của nhóm. Nga đang giữ chức chủ tịch luân phiên của BRICS trong năm nay. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý, BRICS có thể không đáp ứng được mọi quan tâm của các quốc gia mong muốn gia nhập nhóm, nhưng sẽ cố gắng duy trì liên lạc với họ. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng khẳng định cánh cửa BRICS luôn mở rộng cho các đại diện của những hệ thống kinh tế, chính trị và khu vực vĩ mô đa dạng nhất. Theo ông Lavrov, điều kiện duy nhất để trở thành thành viên của nhóm là cam kết hành động trên cơ sở nguyên tắc then chốt về bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn do tạp chí Time đăng tải hôm 4 tháng 6, Tổng thống Biden đã nói về các chính sách của ông đối với Ukraine và một số vấn đề khác hòa bình có nghĩa là đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ chiếm đóng Ukraine. Hòa bình trông như thế đó và không có nghĩa họ, Ukraine, là một phần của NATO. Điều này có nghĩa chúng tôi có mối quan hệ với họ như chúng tôi làm với các quốc gia khác, cung cấp vũ khí để họ có thể tự vệ trong tương lai. Ông Biden phát biểu, đồng thời khẳng định bản thân không sẵn sàng ủng hộ việc NATO hóa Ukraine. Ông Biden lập luận rằng phương Tây đang trên đà rơi vào xung đột nếu họ không làm gì đó cho Kiev và nếu Ukraine thất thủ, tiếp sau đó sẽ là Ba Lan và tất cả các quốc gia nằm dọc theo đường biên giới của Nga, từ vùng Ban Căng tới Belarus. Theo lãnh đạo Nhà Trắng, ông đã đồng ý công bố thông tin tình báo về chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine để cho thế giới biết Mỹ vẫn nắm quyền kiểm soát và biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Biden tự hào khẳng định Mỹ hiện là quốc gia mạnh nhất thế giới. Cả Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng bình luận trước phát biểu trên của ông Biden. Một đoạn video ngắn được Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ với X trước đây là Twitter dường như cho thấy ít nhất một chục phương tiện của Nga đi trong một đoàn xe qua khu vực biên giới Kurs ở phía bắc khu vực Sumy của Ukraine. Kiev viết trong một tuyên bố cho biết các phương tiện chở quân nhu đã bị phá hủy bởi nỗ lực hợp tác của Lữ đoàn Cơ giới số 53 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 103. Đoàn xe đang di chuyển cách biên giới Nga với khu vực Sumy chưa đầy hai dặm, theo các tài khoản tình báo nguồn mở và các nguồn tin Ukraine. Theo dự án phân tích Deep set của Ukraine, máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các phương tiện ở phía đông làng Sverlikovo, phía bắc khu định cư Novenke ở biên giới Ukraine. Kênh Deep State Telegram cho biết thêm không có thiết bị nặng nào trên tàu. Các phương tiện ở giữa đoàn xe đã cố gắng phân tán tốt nhất có thể. Kiev viết kèm theo phụ đề được thêm vào clip. Video có vẻ là hiển thị một số vệt khói và vụ nổ. Đoạn phim cũng xuất hiện các đoạn clip về một số máy bay không người lái có chất nổ kamikaze của Ukraine khi chúng lao vào một loạt phương tiện, có vẻ như là đã bị tách khỏi đoàn xe. Newsweek không thể xác minh độc lập đoạn clip này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã cảnh báo về việc Nga tăng cường hiện diện gần khu vực Sumy, phía tây khu vực Kharkiv của Ukraine nơi Moscow đã phát động một cuộc tấn công mới vào đầu tháng trước. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Moscow đang tập trung một nhóm quân khác gần biên giới của chúng tôi ở phía tây bắc Kharkov. Chỉ vài tuần trước đó, Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine, nói rằng một khi Nga ổn định được tiền tuyến ở Kharkov, họ sẽ chuyển sự chú ý sang Sumy. Ukraine đã ngăn chặn động lực mà Nga có được từ rất sớm trong cuộc tấn công vào Kharkov, nhưng vẫn còn câu hỏi về việc làm thế nào các nguồn lực của Kiev có thể đương đầu với một cuộc tấn công mới của Nga ở phía Bắc. Ukraine đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái qua biên giới vào lãnh thổ Nga, được quốc tế công nhận kể từ tháng 2 năm 2022 khi chiến tranh bắt đầu trong những tuần gần đây các đồng minh phương tây ngày càng tuyên bố ủng hộ ukraine sử dụng vũ khí do phương tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ nga điều trước đây là một chủ đề nhạy cảm Tổng thống Joe Biden mới đây đã ngầm đồng ý cho Ukraine sử dụng một số vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga, nhưng có những cảnh báo lớn. Các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này nói với các phương tiện truyền thông, bao gồm cả Newsweek rằng Kiev chỉ có thể sử dụng vũ khí trên lãnh thổ Nga giáp với phía đông bắc Ukraine với mục tiêu bảo vệ khu vực Kharkov và việc sử dụng các tên lửa tầm xa như ATACMS bị cấm trên đất Nga. Nhiều quốc gia trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bao gồm Pháp, Ba Lan và Vương quốc Anh, gần đây cho biết họ không có bất kỳ phản đối nào liên quan đến việc sử dụng thiết bị mà họ cung cấp cho Kiev trong cuộc chiến đang diễn ra. Tuy nhiên, Mỹ vẫn kiên định với chính sách chỉ được phép sử dụng vũ khí trên lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Điện Kremlin tố cáo các nước phương Tây cho phép Ukraine tấn công Nga là hành động leo thang. Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng trước đã cảnh báo rằng các nước NATO, đặc biệt là các nước có trụ sở ở châu Âu, đặc biệt là các nước châu Âu nhỏ nên nhận thức đầy đủ về những gì đang bị đe dọa bằng cách cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng đây là một bước nữa hướng tới một cuộc xung đột nghiêm trọng ở châu Âu, hướng tới một cuộc xung đột toàn cầu. Khu vực Kursk đã cảm nhận được tác động của cuộc chiến ở Ukraine với việc máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ à tầng và cơ sở dầu mỏ quan trọng của Nga. Interfax ngày 4 tháng 6 dẫn lời quyền thống đốc bang Kursk của Nga ông Alexey Smirnov xác nhận loạt 20 UAV của Ukraine bị các phương tiện tác chiến điện tử của quân đội Nga tác động và vô hiệu hóa ở khu vực biên giới khiến chúng không thể tiến đến mục tiêu. Quan chức nga cũng cho hay, lực lượng ukraine trong ngày 3 tháng 6 đã pháo kích một loạt khu định cư ở các quận Koryanetsky, Kluskovsky, Bilovsky, Suzansky, nhưng không gây thương vong. Tuy nhiên, một quả lựu đạn được thả từ UAV đã khiến ngôi nhà ở Glushkovsky bị hư hại. Ukraine những ngày gần đây tăng cường tập kích Krem và các bang biên giới nga bằng pháo tên lửa và UAV, gây thiệt hại một số cơ sở lọc dầu và năng lượng của nga. Moscow sau đó tiến hành các cuộc tấn công tên lửa qua biên giới để trả đũa. Từ ngày 10 tháng 5, Nga mở đợt tấn công ở tỉnh Kharkov, tiếp giáp bang Benkorod của Nga, sau đó nhanh chóng đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các khu vực chiến lược. Theo Dia Novosti, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm các khu vực rộng 880 km kể từ đầu năm 2024. Trong diễn biến liên quan tình hình chiến sự, Pravda Ukraina hôm ngày 4 tháng 6 đưa tin, một loạt vụ nổ đã vang lên ở thành phố Dnipro, miền Trung Ukraina. Không quân Ukraina trước đó phát cảnh báo Nga có thể tập kích Ukraina bằng tên lửa đạn đạo. Theo đoạn video được một trang tin chia sẻ gần đây, một máy bay không người lái UAV của quân đội Nga trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại thị trấn Chasipya, thuộc miền đông Ukraine đã phát hiện một cỗ pháo tự hành Grab, nghĩa là con cua, trong tiếng bàn Lan, được kíp chiến đấu thuộc lực lượng vũ trang Kiev cho ẩn nấp xung quanh một số công trình đồ nát. Camera lắp trên chiếc UAV có thể quan sát rõ phần nòng pháo tự hành Grab lộ ra khỏi nơi ngụy trang cũng như là chuyển động lên xuống. Dựa theo hình ảnh được UAV quay sau đó, quân Nga có vẻ đã sử dụng tên lửa để tấn công cỗ pháo, khiến số đạn trong khí tài này bốc cháy dữ dội và thiêu dụi nó. Hiện chưa rõ thời điểm đoạn video được quay lại. Theo thông tin từ trang web phân tích phòng thủ tình báo Odispeak Oenkop của Hà Lan cập nhật, tổng số pháo tự hành Karab của quân đội Ukraine bị phía Nga phá hủy từ năm 2022 tới nay đã lên tới 31 khẩu. Một số quốc gia NATO đã dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Động thái này sẽ giúp Kiev có thêm cơ hội đánh bại các loại bom lượn có sức tàn phá cao cùng tên lửa mà Nga sử dụng để tấn công Kharkiv. Quan điểm của phương Tây thay đổi sau khi Nga triển khai đợt tấn công mới vào khu vực Đông Bắc Kharkiv từ đầu tháng 5. Giới chức Ukraine cho rằng những hạn chế trong khả năng sử dụng vũ khí của phương Tây đã ngăn Kiev chặn Nga, tập trung quân và phóng bom lượn. Theo tờ Business Insider, cho tới nay, nhiều quốc gia NATO đã dỡ bỏ một phần hoặc hoàn toàn các hạn chế trong việc sử dụng vũ khí mà Ukraine được hỗ trợ. Hồi tuần trước, Mỹ cũng thừa nhận đã cho phép Kiev tấn công bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ ở các khu vực gần Kharkiv. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh hôm 2 tháng 6 nhận định việc cung cấp các hệ thống phòng không và dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí của phương Tây đối với Ukraine để tấn công những mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga đóng vai trò rất quan trọng để ký ép đẩy lùi Nga tấn công bằng bom lượn và tên lửa vào thành phố Kharkiv. Những thay đổi chính sách này sẽ cho phép Ukraine sử dụng các hệ thống do phương Tây cung cấp để tấn công khu vực khai hỏa và gian trận ở biên giới và không phận của Nga, các nhà phân tích cho hay. Kể từ khi xung đột bùng nổ, bom lượn đã là mối đe dọa đối với các lực lượng Ukraine và loại vũ khí này ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng trong những tuần gần đây khi Nga thường xuyên sử dụng để tấn công thành phố Kharkiv và các khu vực xung quanh. Máy bay Nga có thể phóng bom lượn từ không phận nước này và nằm ngoài tầm với của các hệ thống phòng không Ukraine. Để ngăn chặn bom lượn, Ukraine chỉ còn cách đánh chặn máy bay Nga trước khi phóng hoặc là ngăn bom lượn trước khi chúng tấn công mặt đất. Song những vũ khí Ukraine sở hữu lại không làm được việc này. Do đó, những thay đổi về chính sách và bổ sung năng lực phòng không từ phương Tây có thể tăng cường khả năng đánh chặn cho Kiev. Ông Matthew Savin, giám đốc khoa học quân sự tại Viện Nghiên cứu Russi của London cho rằng các hệ thống tên lửa đất đối không SAM như Patriot với tầm bắn khoảng 160 km có thể được triển khai gần hơn tới tiền tuyến để bắn hạ máy bay Nga trước khi phóng bom lượn. Song ông Savin cảnh báo những thay đổi trong chính sách sử dụng vũ khí của phương Tây không hẳn là viên đạn bạc cho Ukraine. Ngoài ra, việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga cũng sẽ không đủ để kỹ ép giành chiến thắng trong xung đột. Hồi tuần trước, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định chính sách của Mỹ cấm Ukraine sử dụng ATACMS MGM-140 hoặc là tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga vẫn không thay đổi. Giới chức Mỹ cũng nhấn mạnh, Washington vẫn có thể có điều chỉnh sâu hơn trong chính sách, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào diễn biến trên chiến tuyến. Hiện tại, Ukraine đã chứng minh hiệu quả trong sự thay đổi chính sách của phương Tây. Tuần trước, Kiev được cho là đã sử dụng tên lửa, bắn từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công các cơ sở phòng không của Nga ở khu vực Belgorod, nằm ngay sát biên giới với Kharkiv. Theo đó, Ukraine đã tấn công các hệ thống phòng không S-300, S-400 của Nga vốn được dùng để nhiều lần tập kích quanh Kharkiv.